Video và phỏng vấn chúng tôi được thực hiện tại khu dân cư xung quanh làng đá Non Nước, nằm ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ở đây là bụi là cực kỳ bụi luôn, dân chịu không nổi. Anh rơ trên cái bòn là một lớp này, già nằm ly luôn, nó thiệt luôn. Bụi thứ nhất, ồn, ô nhiễm, như má cát lớn thì ăn cát đó. Nãy rồi bữa nay ngay cấp điện nghỉ chứ còn là ăn cát chịu không nổi luôn. Còn có má xem xây nó luôn, 24 rồi 24, cứ kêu quả đêm nó ngủ rồi đổi. Mình sợ chứ chú, mình sợ chứ đang không sợ được, nhưng mà cứ đóng cửa trong nhà hồ. Chỉ có ngầu của xóm chạp thôi, chứ mà tháng mà hãy là khoảng tốn giờ trở lại là không ai giống mày. Tháng trả là cứ như u trùng khổ tới một tổ, có khi lại đào trắng bóc luôn. Nói chung là nhân dân đây khổ cực lắm, là bụi bạm nè, ồn ồ nè, xe cộ chạy lên chạy xuống miết nè, bụi lắng tưng bừng không có thể là nhìn thấy người luôn. Trưa là coi như ầm cũng không ngủ được. Mùa hè là đóng cửa hết, trời nữa thì âm u trong nhà, ví dụ không có ánh nén vô nhà thì không phải ẩm ủ trong nhà nữa rồi, mất nhà rồi. Từ mới mở rồi đó, mới mở mùa mưa nên đó. Nhưng liệu mắm mụn của em thì em ví dụ không có cái lăng đá thì lại tốt hơn, ví dụ họ không làm ở đấy thì lại cái môi trường lại sạch hơn, lại tốt hơn cho dân thì mình nước nữa nè. Ví dụ như con cái của em rồi đấy thì lại có cái môi trường có thể thả trong ra chơi xí cho con. Như ví dụ như nhà em đi là từ sáng sớm là em cứ kéo rèm bí cho tới tối đó, đâu có dám dựng đưa con ra ngoài đâu có. Theo ghi nhận của chúng tôi, những chia sẻ của bà con vừa rồi hoàn toàn có cơ sở, do lúc chúng tôi có mặt tại khu vực trên, khói bụi rất nhiều, cộng với tiếng ồn rất khó chịu. Chính quyền địa phương nơi đây có trồng cây chắn bụi. Tuy nhiên, cây thấp và độ phủ thưa nên không đủ chắn được bụi đá bay vào nhà dân. Ngược lại, có những bụi cây nhỏ, cộng với những đống đá do các cơ sở chất xung quanh hết năm này sang năm khác, khiến ẩm mốc, tạo thành nơi tụ tập của chuột, côn trùng và muỗi. Tôi mang muốn là nhà nước, cơ quan, những đồ có thẩm quyền là nấu máy ổng tính lùm ren chứ bụi đó, là đêm đó mà nó xót vô ở trang dân này họ trụ điện xuống rồi họ thăm đêm đó đổ xót vô bụi ba vô trong nhà. Cửa thì đáng có ngà, có đứa con nít không dám mở cửa, còn nắng thì bất người khổ lắm, ngồi cũng không được. Còn là đường xó thì xe cảo chạ thoa bụi ra đài rửa rồi tới đó thì người ta trồng cây thêm chén bụi. Mấy ông đem xe ông ủi cây đây, cái rồi ông đem đó ông bỏ. Trời bữa nay là ráng hổ mòn trong đó ông bò rồi ráng cầu ông bò vô nhà. Đó, mà chứ nụng cán là nguy hiểm. Ráng nụng bò nhỏ tít nụng bò nhỏ lâm ở đằng này chục đổ ô xuống vô đằng lòng đó nâng bà rồi. Bên cạnh đó, nhiều người dân cho biết việc hít phải bụi đá mỗi ngày khiến họ lo lắng cho sức khỏe của mình và đặc biệt là sức khỏe của con em họ. Nói chung là rất là ảnh hưởng. Bụi mà kể cỏ là cái tổ quần mà mở ra là vẫn có bụi luôn. Trong cái kệ chán vẫn có bụi. Cái đời mình là lớn rồi thì không nói, nhưng mà tội với đứa nít này nè. Bụi quá là sao này ảnh hưởng đến tụi hắn. Cái bụi đó nó mặn vô là bệnh tật đó chứ. Từ ấy là nếu lần đó này á, không giờ đi chỗ khớp á, thì giờ nhân dân đường Phụng Hiền đi chỗ khớp. Bây giờ ứng do mũi rồi viêm son mũi rồi đó rồi. Bụi này đi về nhỏ này bụi vô răng nó mũi này bữa mua 8 rồi mũi trắng bóc luôn. Cả rồi, quá rồi là tém bóc luôn. Vô răng nhòa xuống tới nhà bếp luôn bụi. Cũng việc thì tất nhiên ví dụ đưa đi nơi khác cái chỗ nào mà không có trẻ con đâu rửng còn dấn sủng thì họ vẫn như lợn vẫn có thể chạy xe đi làm được. Con trẻ con cũng không thể mà di dời đi chỗ khác được, có thể nhột miệt trong nhà thì cũng là tồi cho con mình. Cái sân nhà em là bụi trắng luôn. Mà em một ngày em dùng được mấy chữ đó, mùa hè bụi là cái bằng của em, bằng đá của em là trắng luôn. Làng đá Non Nước hay gọi tên đầy đủ trong bản quy hoạch là làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Hoạt động chính thức từ năm 2017 đến nay, có tổng diện tích gần 36 hectare, có khoảng gần 400 cơ sở sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ hoạt động. Tuy nhiên, qua thời gian, làng nghề đã gây ô nhiễm môi trường sống của khu dân cư từ bụi đá, nước thải đến tiếng ồn. Người dân cho biết, quy hoạch ban đầu của làng nghề đã bị phá hủy bởi các cơ sở sản xuất xung quanh. Đặc biệt những năm gần đây, làng nghề đã nhích sát vào khu dân cư khiến hàng trăm hộ dân không chịu nổi, gửi đơn kêu cứu khắp nơi. Hồi đó, theo cái dự kiến đó, là để ra 16 mét
Nhưng bây giờ lắng vô cộng có năm trăm mấy. Anh Việt với anh Hòa đồ lành phát biểu là để trăng làng năm mấy. Và hơ cái vỉa hè là xá mấy. Nghĩa là thành 11 mấy. Mà bây giờ trời là đó để lung vô đánh cái vỉa hè bên này. Vỉa hè này đó đâu cộng nữa. Nếu lần đó này á, là không dài đi chỗ khác thì dài dùm cái nhân dân của đường Phụng như hiện nay đây chỗ khác. Làng nghề vốn là dự án của thành phố, ban đầu với mục đích tạo việc làm cho người lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu dân cư, đô thị, khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên trên thực tế, khu vực quy hoạch làng nghề đá Mỹ Nghệ không đáp ứng nhu cầu về đặt đá và vận hành máy móc, nên khiến hoạt động của làng nghề ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Trong một trả lời với truyền thông Việt Nam, ông Võ Đức Huy, trưởng ban quản lý làng nghề đá Mỹ Nghệ Non Nước từng thừa nhận, làng nghề đã lộ ra nhiều điểm bất cập, ảnh hưởng đến việc sản xuất và ô nhiễm môi trường. Theo ông Huy, đối với làng nghề đá, đáng lẽ phải đưa vào một khu công nghiệp, không thể để sát khu dân cư như hiện nay. Ông Huy cũng cho rằng, về lâu dài, chính quyền cần phải tính toán, xây dựng nhà xưởng sản xuất phù hợp với nghề sản xuất đá. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ phát triển thêm 4-5 cụm công nghiệp mới nhằm đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu đất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ. Đặc biệt là các cơ sở nằm trong khu dân cư cần phải di dời và bố trí tập trung để ổn định và phát triển sản xuất, khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Trước đề án mới của thành phố, người dân sống tại làng đá Non Nước cho hay, nguyện vọng của họ bấy lâu nay vẫn là thành phố phải di dời làng nghề vào khu công nghiệp tập trung. Mình chọn này mới lên đây là được 6-7 năm rồi. Cũng có mấy người phản ánh rồi, là cũng có viết đơn gửi rồi, một tổ dân phố cũng nói rồi, rồi cũng quỳ dấu, chẳng có ngày gì hết. Đâu vừa rồi có chương trình GVT bên Đà Nẵng qua đó cũng phỏng vấn hoài được đó, rồi cũng đưa lên rồi sáng lúc, nữa rồi, đâu có chi đâu. Ở đây mong muốn là một á, là hồi trước cũng VTV tới rồi, nó là một cái gì, di dời là nghề. Dân nói luôn ở đây là có ý kiến. Còn hai nữa là di dời dân. Đem có mấy trăm hộ dân, mấy trăm mấy hộ dân mấy. Thì thành ra cho là đem cái đi làm khu trưng bày luôn. Khu trưng bày lần đó luôn, cho trưng hết lần đó luôn. Là thành là cái khu rồi. Rồi cho dân đi nơi khó ở, nó sạch sẽ. Tôi mong muốn thì nhà nước thì phải có cái kế hoạch rang mà để luồn rang mà chống sạch sẽ, biểu mấy ông là phải luồn cái trách nhiệm của nhà nước lo cho dân thì phải giúp cho dân là cho đoàn hoàng, cho khổ bụi, cái bụi đó là mà mình chịu không nổi mà cũng rất chịu chứ chừ. Nói chung là cái nào có mặt tạo phải giải quyết được cái công việc cho dân rất nhiều, mình đúng, mình mắc mình nhưng đó. Mà bên dân lại thì lại cái môi trường sống của trẻ em thì lại bụi bặm nhiều, lại ô nhiễm nhiều hơn. Ví dụ như em cương vị một người mẹ thì tất nhiên em phải mong muốn là không có cái lằn đá miếng môi trường, ví dụ nhà mọc lên thì lại cuộc sống xanh sạch đẹp hơn, tốt hơn cho con em mình rồi đó.